Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 11, chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau. Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến vào báo cáo kinh tế xã hội năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023, trong đó kinh tế xã hội của tỉnh năm nay tiếp tục phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá. Liên kết 3 nhà gồm nhà nông, hợp tác xã và doanh nghiệp giúp nông dân sản xuất ổn định, không phải lo đầu ra cho nông sản. 70% trường hợp nhiễm HIV đang quản lý điều trị tại Thái Bình là nam giới. Đáng lo ngại là lây nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới đang gia tăng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Đảng ủy Quân khu 3 tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu. Về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và lãnh đạo các tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu. Trong 10 năm qua, Đảng ủy Quân khu 3 đã lãnh đạo tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang quân khu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động tham gia phòng chống thiên tai dịch bệnh, làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện cho các đối tượng đúng quy định, tổ chức và tham gia diễn tập, hội thi hội thao đạt kết quả tốt. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương trên địa bàn, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng tiềm lực quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động đầu tư xây dựng công trình quân sự quốc phòng trong khu vực phòng thủ. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 trong thời gian tới, Đảng ủy Quân khu xác định tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, xây dựng Đảng bộ quân khu vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn, triển khai các hoạt động đối ngoại quân sự kết hợp với ngoại giao nhân dân. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng phương tiện xử trí có hiệu quả các tình huống, làm tốt công tác dân vận, công tác chính sách hậu phương quân đội, tiếp tục xây dựng phát triển các dự án, các khu kinh tế quốc phòng, quan tâm nâng cao đời sống bộ đội và nhân dân, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Hôm nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe các sở ngành báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Dự họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tổng sản phẩm GDP trên địa bàn tỉnh năm 2022 dự kiến tăng khoảng 9,2 đến 9,5% so với năm 2021. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 189.000 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2021. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục duy trì và phát triển ổn định. Đến nay, toàn tỉnh có 24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sản xuất công nghiệp và xây dựng tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt hơn 127.000 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2021. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Trong 11 tháng năm nay đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 97 dự án với tổng vốn đăng ký trên 18.400 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nằm trong top đầu cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước thực hiện hơn 27.900 tỷ đồng, tăng 26,7% so với năm 2021. Trong đó, thu nội địa đạt trên 12.400 tỷ đồng, tăng 18,4%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng, công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các đại biểu cũng nghe một số báo cáo tờ trình, dự thảo, nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới và giáo dục.
Trong cuộc họp, các đại biểu dành nhiều thời gian tập trung thảo luận tại hội trường, cũng như chia tổ, thảo luận và báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023, các báo cáo tờ trình, dự thảo, nghị quyết. Trong đó, các đại biểu cơ bản thống nhất với các báo cáo trình bày tại hội nghị, đồng thời cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, như kết quả tăng trưởng GDP, vấn đề về thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ban ngành, đơn vị địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhờ đó đã giúp nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt so với kế hoạch. Chúng ta thấy rằng là có 2-3 chỉ tiêu trong lĩnh vực chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đề ra của năm 2022. Thì đến thời điểm hiện nay chúng ta thấy rằng là có 11 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức và 9 chỉ tiêu được hoàn thành. Trong đó đáng chú ý, chỉ tiêu quan trọng nhất là tăng trưởng GDP. Thì các đồng chí thấy rằng là chúng ta hiện nay đang còn ở cái mức là 9,2, 9,5. Nhưng mà chắc chắn là với cái tình hình này, với kết quả của quý 3, chúng ta dự kiến là tăng trưởng GDP của chúng ta là tăng trưởng 9,5%. Hai nữa thì chúng ta thấy đặc biệt là thu ngân sách của chúng ta thì tăng 18% so với cái số thực hiện của năm 2021. Thế rồi là giải ngân vốn đầu tư công thì chúng ta vẫn được duy trì được cái thành quả của những năm trước, là cái kết quả giải ngân vốn đầu tư công cao. Đến bây giờ là như anh thứ kể đầu tư tổ hợp trong báo cáo là trên 95%, đúng không? Sấp xỉ 96%, 95,5%. Đây là, và chúng ta vẫn duy trì được cái top đầu của cả nước. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như tăng trưởng cao nhưng chưa đạt kỳ vọng, tỷ lệ đô thị hóa còn chậm, các lĩnh vực dịch vụ, thương mại phát triển chưa đạt yêu cầu, một số nhiệm vụ đã đề ra nhưng triển khai còn chậm, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ quản lý cấp phòng tại một số sở ngành còn chưa cao, chậm chuyển biến, vẫn còn tâm lý e dè, ngại trách nhiệm, giữ an toàn, không dám đột phá trong thực hiện nhiệm vụ. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng để tỉnh hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Vì vậy, đồng chí đề nghị các cấp ngành, đơn vị địa phương tiếp tục tham mưu cho tỉnh đề ra mục tiêu cụ thể cho tăng trưởng kinh tế năm 2023. Các sở ngành, huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ rõ để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Tập trung rà soát xây dựng kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách sao cho sát với tình hình thực tế và chỉ đạo của tỉnh. Nghiên cứu tham mưu cho tỉnh về chủ đề năm 2023 trong phát triển kinh tế xã hội, từ đó có hướng hành động, trách nhiệm của mỗi sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Về lĩnh vực nông nghiệp, đồng chí đề nghị cần nhân rộng và phát triển đại trà một số mô hình nông nghiệp đã cho thấy hiệu quả, tiếp tục xây dựng thương hiệu lúa gạo Thái Bình, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu tham mưu cho tỉnh ban hành những cơ chế chính sách mới trong phát triển nông nghiệp. Về lĩnh vực công nghiệp, cần tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư, nhất là thu hút các dự án FDI có công nghệ cao mang lại giá trị lớn. Ở đây tôi yêu cầu là trọng tâm là việc tăng cường thu hút đầu tư để có những dự án đầu tư lớn có giá trị gia tăng cao và không ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là đây chú trọng là cái dự án FDI. Và muốn có cái này thì rõ ràng là chúng ta phải bây giờ là cái nguồn lực để thu hút chúng ta chắc chắn là phải nhìn vào khu kinh tế thôi. Và khu công nghiệp chúng ta đã có. Thế thì ngành ban quản lý khu kinh tế làm thế nào đó thì các đồng chí sẽ tiếp tục là đẩy mạnh việc thu hút đầu tư vào cái khu công nghiệp chúng ta đã có. Hiện nay chúng ta đang có 2 khu công nghiệp Liên Hà Thái và khu công nghiệp Tiền Hải như Gachana. Nhưng mà sang năm 2023 thì chúng ta lại có một cái lợi thế nữa, là chúng ta thêm một khu công nghiệp nữa là khu công nghiệp Hải Long. Nó dự kiến đầu năm tới khởi công. Đúng. Thì đấy cũng là thêm một cái địa chỉ nữa của nhà đầu tư để chúng ta thu hút đầu tư. Thế và song song với đó là chúng ta phải khai thác được, đánh thức được cái khu công nghiệp hiện nay đã có được giải phóng bằng cả khu công nghiệp. Ví dụ như là khu công nghiệp Cầu Nghìn, các cụm công nghiệp có, chúng ta phải tập trung vào thu hút ở đây chứ. Và song song với đó thì tôi yêu cầu là chúng ta cũng phải tập trung cao cho cái việc nỗ lực cho cái việc là tháo gỡ khó khăn đấy, để các dự án mà đã được chấp thuận đầu tư để khẩn trương triển khai tổ chức để hoàn thiện cái công tác xây dựng và đi vào hoạt động và có sản phẩm mới. Đồng chí cũng đề nghị cần đẩy mạnh phát triển các dự án thương mại dịch vụ ở các địa phương, đáp ứng nhu cầu của nhân dân cũng như các doanh nghiệp hiện nay, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển nhà ở thương mại, nâng cao chất lượng lập, quản lý và quy hoạch xây dựng, khẩn trương hoàn thành các bước để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, triển khai quyết liệt thực hiện các giải pháp trong thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm 2023 và giải quyết hiệu quả vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản.
Đồng chí cũng cho ý kiến cụ thể vào một số nhiệm vụ đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội, an ninh trật tự, công tác tuyển quân, vấn đề chỉnh trang đô thị, các hoạt động của tỉnh trong dịp đầu năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão. Cho ý kiến vào một số báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giáo dục. Các tin trong lĩnh vực kinh tế sẽ tiếp tục chương trình. Thưa quý vị, xác định hạ tầng giao thông có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, Hưng Hà đang tập trung nguồn lực xây dựng các tuyến đường trọng điểm của huyện, kết hợp cùng các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối, phục vụ thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội của huyện. Hiện nay, Hưng Hà đang tập trung giải phóng mặt bằng và xây dựng 8 dự án giao thông quan trọng trên địa bàn huyện, như dự án cải tạo nâng cấp đường DT452, đường từ thành phố qua cầu Tịnh Xuyên đi Hưng Hà, nâng cấp cải tạo đường DH61, DH70. Đây đều là những trục giao thông quan trọng kết nối vào các cụm công nghiệp và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn. Hiện Hưng Hà đang tập trung quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án. Từ đầu năm đến nay, huyện tập trung thu hồi, giải phóng mặt bằng trên 12.000 m2 đất của gần 600 hộ gia đình cá nhân, trong đó nhiều hộ dân đồng thuận hiến đất mở rộng đường. Qua đó, giúp nhiều dự án đẩy nhanh tiến độ thi công. Với việc đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối là cơ sở quan trọng để huyện thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo động lực cho sự tăng trưởng kinh tế. Còn tại huyện Đông Hưng, nhờ tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tính từ đầu năm đến nay, địa phương này đã thu hút được 30 dự án phát triển sản xuất công nghiệp vào các cụm công nghiệp trên địa bàn. Tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 1.130 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 2.500 lao động, mức lương bình quân từ 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Tiêu biểu như dự án đầu tư mở rộng của công ty trách nhiệm hữu hạn Innofrau Vina tại cụm công nghiệp Đô Lương với tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng. Trên diện tích đất đăng ký sử dụng hơn 46.100 m2, dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì từ hạt nhựa nguyên sinh và gia công may mặc xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Hoàng Long với số vốn đầu tư hơn 45 tỷ đồng trên diện tích đất gần 10.500 m2. Dự án đầu tư nhà máy sản xuất lắp ráp máy móc thiết bị dùng cho nông nghiệp tại cụm công nghiệp Đông La, số vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng trên diện tích đất 3.000 m2. Thời gian tới, Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã đăng ký, sớm đưa vào hoạt động phát huy hiệu quả đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy phát triển với lựa chọn lấy doanh nghiệp làm trọng, huyện Kiến Sương đã nỗ lực các giải pháp để gắn kết với doanh nghiệp, mà một trong số đó là công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chính vì vậy mà năm 2022, huyện Kiến Sương xếp thứ 2 trong số 8 huyện thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành huyện thành phố, DDCI. Doanh nghiệp này đóng chân trên địa bàn huyện Kiến Sương cũng được hơn 20 năm. Trong hơn 20 năm qua, từ nhà máy này phát triển thành doanh nghiệp lớn với hàng nghìn lao động, có thu nhập bình quân là trên 7 triệu đồng một người một tháng. Công ty cổ phần máy xuất khẩu Việt Thái chúng tôi thì là thành lập từ năm 97. Nên là đóng địa bàn này cũng rất là lâu rồi và cũng nhờ địa phương chính quyền là cũng có những cái hỗ trợ rất là tích cực, nên là về mọi mặt cho nên là công ty chúng tôi cũng gọi là có được những cái điều kiện thuận lợi để hoạt động. Lấy doanh nghiệp làm trọng, huyện Kiến Sương quyết tâm đổi mới thực chất toàn diện trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư, thực hiện hiệu quả 10 chỉ số thành phần trong bộ chỉ số DDCI như tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và tiên phong, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, vai trò của người đứng đầu, ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng tiếp cận đất đai và cơ sở hạ tầng. Cái bộ phận một tiếp nhận trả kết quả chúng tôi trước đây trung tâm hành chính công ấy, thì có cải tiến rất nhiều. Thứ nhất là cái việc áp dụng công nghệ thông tin để chúng tôi trang bị toàn bộ hệ thống máy quét cũng như máy scan tương đối hiện đại cho toàn bộ các anh chị em, giải quyết thủ tục hành chính mức độ công, mức độ 3, mức độ 4 trên môi trường điện tử. Từ chỗ số doanh nghiệp chỉ tính bằng chục thì đến nay huyện Kiến Sương có trên 300 doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho hơn 13.000 lao động. Chính quyền của huyện cũng tạo điều kiện kịp thời chúng tôi cho tiếp cận các vốn vay rồi về thuê đất rồi mọi các cái thủ tục về hành chính được nhanh chóng để cho chúng tôi phát triển. Tương lai chúng tôi sẽ mở rộng thêm cái về máy móc nông nghiệp và phát triển trồng cây dược liệu. Tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp, Kiến Sương đang thể hiện quyết tâm bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020-2025 là 10,2%. Thưa quý vị và các bạn,
liên kết sản xuất giúp nông dân tiến xa và tiến nhanh thay vì tự đi một mình, như mô hình nhà nông, hợp tác xã và doanh nghiệp tại xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy. Cái được lợi lớn nhất với người nông dân là sản xuất ổn định, không phải lo đầu ra cho sản phẩm. Những ngày này tại sân vận động xã Thụy Chính luôn tấp nập như ngày hội đối với các hộ nông dân, bởi những xe chở thóc được vận chuyển về đây bán cho doanh nghiệp. Nông dân không còn cảnh cứ cuối vụ lại lo về đầu ra sản phẩm. Làm cái lúa xuất khẩu hay làm cái lúa cho cái công ty giống này thì phải nói là kinh tế là nó đảm bảo. Đó, cũng có vụ là tính là trên 2 triệu thảo. Vụ này là tôi như thế là nếu mà giá 97 này là cũng phải nó chút chít được 2 triệu một sào. Được mùa, được giá là niềm vui lớn với các hộ nông dân. Trong 4 năm trở lại đây, bà con nông dân xã Thủy Chính đã không phải lo đầu ra sản phẩm. Thông qua chính quyền địa phương và hợp tác xã, các doanh nghiệp về địa phương thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm. Hiện toàn xã có hơn 100 hecta được liên kết. Một năm bán cho doanh nghiệp gần 300 tấn thóc. Đến bây giờ là có 2 công ty. Một là công ty giống Thái Bình và hai là công ty là lúa hàng hóa của An Đình. Thế nhưng là hợp tác xã cũng đang là cố gắng làm sao tập trung là để cho bây giờ là xã viên thì là nói chung là làm lúa hàng hóa nhiều để tập trung để là về cái thu nhập và hai là giảm cái tạo gọi vất vả của nông dân đi một tí nữa. Chúng tôi quy hoạch một cái cánh đồng là 45 hecta, thế và giao thông thủy lợi là rất đồng bộ, xứng tầm với lại phát triển nông thôn mới. Thế và trong những năm tới thì chúng tôi cũng xác định là tiếp tục mở rộng quy vùng sản xuất và thực hiện cái đề án tích tụ ruộng đất. Vận động bà con nhân dân chuyển đổi diện tích cho nhau để làm sao là thuận lợi trong cái việc sản xuất theo quy mô sản xuất lúa hàng hóa lớn. Liên kết ba nhà, nhà nông, hợp tác xã, doanh nghiệp không phải là mới. Nhưng để duy trì tạo ra hiệu quả bền vững mới là điều quan trọng. Từ sự nỗ lực của chính quyền địa phương và hợp tác xã, nông dân xã Thủy Chính sẽ yên tâm bám ruộng để cứ cuối vụ, mỗi bà con nông dân ở đây lại có được không khí như thế này. Chuyển sang tin tức khác. Chiều nay, đoàn giám sát của Ban thi đua khen thưởng Trung ương có buổi làm việc với Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thái Bình về triển khai thực hiện phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau đã thực sự trở thành phong trào sôi nổi, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, thường xuyên được các cấp các ngành tại Thái Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, hiệu quả, người nghèo được tiếp cận thuận tiện hơn với các chính sách trợ giúp của nhà nước. Nguồn hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng như các dịch vụ xã hội, khoa học và kỹ thuật. Số hộ nghèo trong tỉnh giảm đáng kể, dự kiến đến hết năm nay, toàn tỉnh còn gần 14.400 hộ nghèo và hơn 15.000 hộ cận nghèo. Đoàn giám sát Ban thi đua khen thưởng Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả giảm nghèo và việc triển khai phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau tại tỉnh Thái Bình. Đoàn cũng tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh liên quan đến khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phong trào này. Sáng nay, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã năm 2022 về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong 5 ngày, từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, hơn 230 học viên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã trên địa bàn tỉnh được truyền đạt các chuyên đề gồm tổng quan chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các định hướng phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, các nội dung trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tổ chức trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, một số kinh nghiệm phát triển nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, kỹ năng tuyên truyền vận động người dân, lập kế hoạch trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Sau đây là thông tin cập nhật tình hình dịch. Hôm nay Thái Bình tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Như vậy, trong nửa tháng qua, Thái Bình chỉ ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới. Về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, các địa phương đã thực hiện được 98% số mũi tiêm của đợt 56 và hơn 83% số mũi tiêm của đợt bổ sung. Tỷ lệ các mũi tiêm như sau. Đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 92,17%, mũi 2 đạt hơn 68%. Quỳnh Phụ có tỷ lệ tiêm cao nhất ở cả hai mũi, Phú Thư có tỷ lệ tiêm thấp nhất ở cả hai mũi. Đối với người từ 12 đến dưới 18 tuổi,
tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt gần 69%, Hưng Hà có tỷ lệ tiêm cao nhất, Kiến Sương có tỷ lệ tiêm thấp nhất mới đạt 51,06%. Đối với người trên 18 tuổi, mũi 3 đạt 95,48%. Vũ Thư tuy đã hoàn thành 100% số mũi tiêm của đợt bổ sung, nhưng hiện vẫn thấp nhất ở tỷ lệ tiêm mũi 3 mới đạt 82,61%. Còn đối với dịch bệnh sốt xuất huyết, tại một số bệnh viện, bệnh nhân sốt xuất huyết nặng nhập viện đang gia tăng. Trung bình mỗi ngày, các bệnh viện tiếp nhận từ 8 đến 10 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng nhập viện, cao điểm có ngày lên tới 14 bệnh nhân. Theo đó, các bác sĩ cho biết khó khăn lớn nhất trong điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng là tiểu cầu. Bệnh viện sẽ phải xin nguồn tiểu cầu bên ngoài để điều trị cho bệnh nhân. Theo phác đồ điều trị, khi bệnh nhân có tiểu cầu dưới 5 thì phải truyền tiểu cầu dù cho bệnh nhân không có tình trạng xuất huyết. Tuy nhiên với bệnh nhân xuất huyết nặng, giảm tiểu cầu đang trong giai đoạn nguy kịch, phải chuyển viện thì nguy cơ tử vong là rất cao. Hiện nay, dịch sốt xuất huyết đang diễn biến nguy hiểm tại nhiều địa phương trên cả nước. Để đảm bảo sức khỏe, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động đến các cơ sở y tế thăm khám. Khi có các dấu hiệu sốt cao, chảy máu chân răng, tuyệt đối không tự ý điều trị bệnh tại nhà dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, thống kê tại Thái Bình cho thấy trong những trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện và đang quản lý điều trị, nam giới chiếm tới 70%. Đáng lưu ý là lây nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới đang gia tăng nhanh chóng. Tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa Kiến Sương, trong số 220 bệnh nhân HIV đang điều trị, có tới 60% là nam giới. Riêng nhóm đồng giới nam có độ tuổi chủ yếu dưới 30 và nhiều hơn hẳn ở khoảng 20 tuổi. Thứ nhất là do quan hệ tình dục không an toàn, thứ hai nữa là cũng có một số bệnh nhân là lĩnh thuốc không đều. Tại Việt Nam, những năm gần đây, HIV lây qua đường tiêm chích ma túy ngày càng giảm, nhưng lây qua đường quan hệ tình dục tăng cao, nhất là nam quan hệ tình dục đồng giới. Bộ Y tế ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm trong nhóm này từ năm 2015 đến nay tăng gấp đôi và số bệnh nhân quan hệ tình dục đồng giới nam cao hơn rất nhiều so với nữ. Thống kê trong khoảng 3 năm trở lại đây, Thái Bình có khoảng 18% bệnh nhân nam đồng giới trong các trường hợp nhiễm HIV mới. Nhưng đây chỉ là con số chưa đầy đủ, bởi còn không ít trường hợp sợ bị kỳ thị nên không dám tới các cơ sở y tế để làm xét nghiệm HIV dù đã có hành vi nguy cơ cao. Việc không biết tình trạng nhiễm sẽ khiến virus HIV càng lây truyền trong cộng đồng này. Người ta nghĩ là cái bệnh này là giờ nó không còn hiện hữu nữa. Đấy là một cái lý do để người ta chủ quan với những cái bạn tình của mình. Người ta nghĩ là cái người đó người ta không mắc bệnh và người ta không có cái biện pháp phòng tránh thì sẽ dễ bị bệnh. Tôi tư vấn hướng dẫn bệnh nhân sử dụng bao cao su và tư vấn về việc tuân thủ điều trị. Vì khi việc tuân thủ điều trị cho bệnh nhân tốt thì sẽ không có khả năng là lây nhiễm qua đường tình dục. Dự báo số người mắc HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Lý do là đặc tính nhóm này sinh sống trải đều ở các địa phương, rất khó để tuyên truyền vận động theo vùng như đối với người nghiện ma túy trước kia. Ngoài ra, họ thường có tâm lý e ngại, khó tiếp cận. Theo các bác sĩ, đến nay kỳ thị vẫn là rào cản lớn để ngăn chặn mục tiêu toàn cầu kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030. Vì vậy, mỗi người cần biết những triển vọng điều trị HIV, không kỳ thị người có H, giúp họ phát hiện sớm và điều trị thuốc ARV, làm giảm lây nhiễm trong cộng đồng. Phần cuối là thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Bình, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng ngày 30 tháng 11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Thái Bình. Vùng biển ngoài khơi hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, dần cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Trong đất liền, từ ngày 30 tháng 11, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 11 đến 14 độ C. Ngày 1 tháng 12 có khả năng xảy ra rét đậm. Để chủ động ứng phó với gió mùa Đông Bắc và rét, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo, thông báo cho chủ phương tiện, tàu thuyền và thuyền trưởng, các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.